Chiều hôm qua trên tuyến đường Lê Đại Hành thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một thanh niên bị thương tích nặng. Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 43C-18205 do tài xế Nguyễn Phan Hoàng Tính, 23 tuổi, trú quận Thanh Khê điều khiển lưu thông trên tuyến đường Lê Đại Hành hướng về đường Trường Chinh. Khi đến gần giao lộ với Bùi Xuân Trạch thì bất ngờ va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 43X6-2791 do Nguyễn Văn Tài, 18 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến Tài ngã xuống đường, thương tích nặng. Nhận được tin báo, công an quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu. Vụ việc diễn ra đúng vào thời gian cao điểm nên gây ùn ứ giao thông. Cảnh sát giao thông trật tự công an quận Cẩm Lệ đã đồng loạt triển khai phân làn điều tiết để giao thông trở lại ổn định.